Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên vừa thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực chưa thăm dò hai mỏ cát sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, gồm mỏ cát xã Tân Hưng trên địa bàn xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, diện tích 22,4 ha, trữ lượng dự báo 580.000 mét khối và mỏ cát xã Mai Động thuộc xã Mai Động, huyện Kim Động, diện tích 25,5 ha, trữ lượng dự báo 650.000 mét khối. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024 trong giờ hành chính. Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, số 437 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điều kiện tham gia đấu giá và cách thức đăng ký tham gia phiên đấu giá. A. Điều kiện tham gia đấu giá là doanh nghiệp được thành lập theo luật doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo luật hợp tác xã, có đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản, đáp ứng các quy định về thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 3, điều 8 và điều 9, Nghị định 22/2012/NĐ-CP và những đối tượng bị cấm khai thác theo quy định tại khoản 4, điều 38 Luật đấu giá tài sản. Những tổ chức cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá được lập theo yêu cầu của hồ sơ mời đấu giá và được Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên xét chọn đủ điều kiện thì được tham gia phiên đấu giá. Thời gian địa điểm xem tài sản từ ngày 22 tháng 11 năm 2024 đến hết ngày 24 tháng 11 năm 2024 tại địa điểm mỏ cát sông Hồng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên và xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến tháng 12 năm 2024, địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, số 19 đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở ngành địa phương về công tác đấu giá đất, trong đó đề nghị công an thành phố xem xét các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện vi phạm về đấu giá đất, đề xuất giải pháp ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiếp tục tham gia đấu giá với các trường hợp trả giá trúng cao bất thường rồi bỏ cọc. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy định, nhấn mạnh hạn chế tổ chức đấu giá để giao đất cho các cá nhân tự xây dựng nhà ở, ưu tiên việc đấu giá đất có thu tiền sử dụng cho thuê đất với đối tượng là tổ chức để thực hiện dự án đầu tư. Việc này nhằm đảm bảo lựa chọn được chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp huyện lập danh sách các trường hợp trả giá cao hơn thị trường để chúng đấu giá nhưng không nộp tiền theo quy định gây nhiễu loạn thị trường. Danh sách này được công khai trên trang thông tin của các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội cũng đề nghị công an thành phố xem xét các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện vi phạm về đấu giá đất, đồng thời hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có biện pháp ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy định đấu giá không được tiếp tục tham gia đấu giá. Công an cũng cần đề xuất giải pháp ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiếp tục tham gia đấu giá với các trường hợp trả giá trúng cao bất thường rồi bỏ cọc. Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất, trình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng kịp thời phối hợp hướng dẫn các huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình xác định giá đất. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị tổ chức đấu giá đất xem xét việc quy định bước giá, hình thức đấu giá, đấu nhiều vòng bắt buộc, đảm bảo tính cạnh tranh và sát giá thị trường. Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh một tháng gần đây, nhiều phiên đấu giá tại các huyện ngoại thành Hà Nội gây xôn xao thị trường như ở Hoài Đức, Thanh Oai. Các cuộc đấu giá thu hút hàng trăm người tham gia với giá đất chúng vượt ngưỡng 100 triệu đồng trên mét vuông, cao nhất lên tới hơn 133 triệu đồng trên mét vuông, gấp 18 lần khởi điểm. Sau khi chúng, nhiều nhà đầu tư bỏ cọc. Trong báo cáo mới đây gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra những hạn chế tiêu cực như một số nơi có hiện tượng cò đấu giá, thông đồng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia. Bộ Xây dựng cho biết, hoạt động đấu giá bộc lộ một số hạn chế, một số nơi có hiện tượng cò đấu giá, thông đồng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia. Theo văn bản số 533 của Bộ Xây dựng gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, việc đấu giá đất thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế tiêu cực. Cụ thể, trong quá trình tổ chức đấu giá, một số nơi có hiện tượng cò đấu giá, thông đồng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia. Đáng chú ý, chỉ trong hơn một tháng qua, loạt phiên đấu giá tại các huyện ven Hà Nội đã gây xôn xao thị trường, trong đó một số cuộc thu hút hàng ngàn hồ sơ, gấp hơn chục lần số lượng lô đất được bán ra. Tại huyện Hoài Đức, hàng trăm nhà đầu tư đã tham gia phiên đấu giá kéo dài xuyên đêm
đẩy giá hơn chục lô đất trúng với mức giá trên 100 triệu đồng một mét vuông. Lô cao nhất trúng với giá hơn 133 triệu đồng một mét vuông, gấp 18 lần giá khởi điểm. Theo Bộ Xây dựng, kết quả đấu giá đất vừa qua bị tác động bởi 3 nguyên nhân, gồm giá khởi điểm thấp, thu hút nhiều người tham gia, số tiền đặt cọc để tham gia đấu giá thấp, các cuộc đấu giá có nhiều hội nhóm đầu tư chuyên nghiệp tham gia rồi bán lại ngay để kiếm lời. Ngay bên ngoài khu vực đấu giá, đám đông môi giới trực chờ kết quả, sẵn sàng chào mua bán với giá chênh 200 tới 500 triệu đồng một lô đất. Bộ Xây dựng nhận định, kết quả chúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm sẽ có tác động tiêu cực đến mặt bằng giá đất, thị trường, cung cầu nhà ở, thị trường bất động sản và dẫn đến nhiều hệ lụy. Đầu tiên là mức giá chúng cao có thể được lấy làm thông tin tham chiếu, xác định giá đất tạo ra mặt bằng giá mới, thậm chí có thể cao hơn nhiều cho khu vực lân cận, địa điểm đấu giá. Điều này gây bất lợi cho các dự án đã được chấp thuận nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư cũng bị ảnh hưởng, kéo theo sự tăng giá của các sản phẩm nhà ở. Bất động sản đã hoặc đang bán ở gần nơi đấu giá. Tiếp theo, giá đất tăng sẽ làm tăng chi phí đầu vào, kéo theo tăng giá nhà ở, bất động sản. Các doanh nghiệp khó có cơ hội đầu tư dự án bất động sản bình dân với giá thấp, mà bắt buộc phải làm nhà cao cấp, siêu sang mới có thể thu hồi vốn, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Mặt bằng giá đất cao cũng góp phần khiến doanh nghiệp không thể có phương án đầu tư, kinh doanh hiệu quả. Điều này làm cho các dự án không thu hút được đầu tư xây dựng, gây suy giảm, hạn chế nguồn cung trong tương lai. Kết quả chúng đấu giá cao bất thường sẽ ảnh hưởng, gây khó cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Với các dự án sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, người dân có đất bị thu hồi cũng sẽ bị kích động, có thể khiếu nại yêu cầu phương án bồi thường cao hơn, gây mất ổn định xã hội. Trước những bất cập trên, Bộ Xây dựng đề xuất nghiên cứu hoàn thiện các quy định liên quan đến đấu giá đất, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế theo hướng tăng tiền đặt cọc, xác định giá khởi điểm sát với thị trường, rút ngắn thời gian nộp tiền chúng đấu giá, hạn chế người tham gia với mục đích đầu cơ. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị có chính sách đánh thuế với trường hợp sở hữu nhiều nhà đất để hạn chế hoạt động đầu cơ, mua đi bán lại nhiều lần trong thời gian ngắn để kiếm lời. Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều nhà đất để ngăn chặn đầu cơ. Cho rằng giá nhà đất tăng mạnh vừa qua có sự tham gia của nhóm đầu cơ, Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế người sở hữu nhiều bất động sản. Đề xuất của Bộ Xây dựng đưa ra trong bối cảnh giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng mạnh từ đầu năm đến nay. Trong văn bản gửi các địa phương trước đó, Bộ cho biết một số phiên đấu giá đất huyện ven gần đây có giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Điều này làm ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế xã hội và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết nhân tố góp phần đẩy giá nhà tăng cao thời gian qua có sự góp mặt của một số chủ đầu tư, nhóm nhà đầu tư, đầu cơ và môi giới bất động sản. Tại các dự án bất động sản, giá nhà ở bị một số sàn và môi giới đẩy lên cao để thu tiền chênh lệch. Bộ Xây dựng cho biết chi phí hoa hồng các chủ đầu tư bỏ ra cho sàn giao dịch khoảng 3% giá bán. Tuy nhiên, bên sàn và môi giới thường gửi giá khi giao dịch với khách hàng. Số tiền chênh này không cố định mà phụ thuộc sức nóng của thị trường, có thể từ 5 tới 20% giá bán. Cơ quan này dẫn chứng tại một dự án thấp tầng ở tỉnh Hưng Yên, vào thời điểm thị trường sôi động, ngoài giá bán của chủ đầu tư khoảng từ 7 tới 8 tỷ đồng một căn, khách mua còn phải trả thêm tiền chênh khoảng 750 triệu đồng, tương đương 10%. Tuy nhiên, khi thị trường hạ nhiệt, khoản chênh này cũng giảm xuống còn 250 triệu đồng. Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp nhằm giảm giá nhà ở, bất động sản và ổn định thị trường trong báo cáo lần này, bao gồm: thứ nhất, thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật liên quan lĩnh vực bất động sản mới được ban hành như Luật Đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các văn bản quy định chi tiết. Thứ hai, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo hướng tăng tiền đặt cọc, xác định giá đất khởi điểm đem đấu giá với tình hình thực tế khu vực, rút ngắn thời gian nộp tiền chúng đấu giá, hạn chế người tham gia đấu giá với mục đích đầu cơ. Đồng thời nghiên cứu đề xuất chính sách đánh thuế đối với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà đất để hạn chế hoạt động đầu cơ, việc mua đi bán lại nhà đất trong thời gian ngắn để kiếm lời. Thứ ba, có giải pháp biện pháp hạn chế tác động tiêu cực của việc ban hành bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 đến mặt bằng giá đất, giá nhà đến cung cầu của thị trường bất động sản. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.